hai ba con luôn, hai cá bự nha. Một con to, con bự, một con to, con nhỏ. Cắt hết trơn cái chụp của Thanh Vân rồi. Dạ kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Thanh Vân lại đi chụp cá. Chụp cá ở cái ao này nè, cái ao hồi hôm bữa mình đã chụp rồi nhưng mà hôm nay mải mê làm cái cần chụp này nè. Vuốt rồi làm rồi nó chua quá, nước gồng rồi không biết có cá không nữa. Thôi giờ xuống chụp đại đi. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Thanh Vân nghe. Chua lắm rồi, nước sắc quá. Cạn quá. Cạn chắc không có cá nhiều. Thấy chưa? Nghi lắm à. Này hôm bữa nước lớn mình chụp cá cũng khá nhiều á, giờ nước ròng cá nó rút theo nước rồi. Ui thôi bây giờ vậy, mình sẽ đi vô chụp cá ở cái ao mà hôm bữa mình đã câu đó cho cô chú anh chị mình xem nha, coi có dính cá không. Xình quá. Ở đây gió mát quá. Ở đây cũng được, xích lại này. Cái ao này lúc trước mình hay câu cá đi tượng đâu đó các bạn. Hôm nay thì bí rồi, chụp ở ngoài kia không có. Vô đây chụp thử rồi, dính cá không? Dính con gì thì mình lấy con đó. Hôm nay gió quá. Không biết có cá không mà nó nhúng nhích cái mấy cái cần chụp của mình luôn kìa cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ Thanh Vân dở lên xem. Hồi hộp quá. Từng chụp mình luôn nè. Chắc cá bự lắm đây. Được con cá bự. Nằm im ru à. Nó dính lưới, nó mắc lưới, nó nằm im ru rồi nè. Lui lại đây chụp một cái nữa mới được.
ba con luôn, hai cá bự nha. Đấy. Một con to con bự, một con to con nhỏ. Con cá này cũng nhỏ quá à, chút nữa mình thả lại. Con mà trong khi đó có hai con nhỏ ngừng, lát nữa mình kiếm chỗ thả. Cái ao này lúc trước á, mình đã câu 2-3 lần rồi, dính cá thì tượng nhiều lắm. Sao giờ chụp nãy giờ chưa thấy ta? Cái tượng to chắc là nó chạy nhanh. Con cá bự rồi, mình cảm giác đó là cái cần chụp của mình rung rinh luôn á. Đó đó đó, nó quận à. Rồi vậy là rồi, nó sắn lủng hai lỗ bự luôn. Vậy là con cá bự lắm đây. Cá bự là nó mạnh lắm. Khi mình chụp xuống, cái lực nó xuống thì nó sẽ chạy tung rách lưới luôn. Rồi lại rách lưới nữa rồi. Cá bự là không bao giờ dính được với cái lưới mành này đâu. Mình chụp hên xui thôi. Hy vọng rằng sẽ dính một con cá dị tượng như hôm bữa mình đã câu ở dưới ao này. Tại vì cái ao này bùn lắm, mình chụp mình phải nhận mạnh xuống, sợ con cá bự nó tung đó cô chú anh chị và các bạn. Nhận và giữ chặt. Rung rinh luôn. Ý. Ý. Rồi. Rách hết rồi. Cái lưới này nó rất là nhạy. Tại vì cái sợi của nó rất là mỏng manh. Nhưng đối với cá nhỏ, cá bự thì tung. Tung đứt luôn. Qua đây thử. Gắt quá rồi. Thứ nhất là gắt, thứ hai là bị nhát. Qua đây cái đây. Chúc mình chụp ở đằng đó một cái nữa.
này nó không có chịu nổi với cá bự đâu cô chú anh chị và các bạn à. Mình chụp thì chụp hên xui thôi, hy vọng rằng con cá tượng bự nó sẽ quấn, chứ hô dính nó là nó dính không được, tại vì nó mỏng manh lắm. Sợi nó nè, những cái sợi lưới nó mỏng manh, đối với cá sặc thì nó nhạy bén, dễ dính. Cá bự đã tung rách hết, rách hết trơn cái chụp của Thanh Nhân rồi, quá trời rách cái lỗ bự này. Con cá bự nó tung nè, xong cái được chụp rồi hư luôn, không còn chụp cá sặc được luôn. Để mình kiểm tra coi, được 4 con. Có 2 con này là bự nè, nhưng mà nó vẫn nhỏ hơn so với cá hôm bữa Thanh Vân câu ở ao này cô chú anh chị ạ. À, được 2 con này là nó cũng bự, nhưng mà nó bự không bằng 2 con mà hôm bữa Thanh Vân đã câu được ở cái ao này. Còn 2 con này thì nhỏ quá. Thôi bây giờ thả lợi đi, thả lợi ao này để mai mốt nó bự lên mình câu hoặc là mình chụp nữa. Nhỏ quá à, ăn không có được đâu, không có được nhiêu thịt hết á. Hôm nay mãi mê đi làm cái cần chụp, tới trưa nước ròng không có chụp được cá sặc, đi vô ao hôm bữa mình câu cá y tượng cá tra chụp gách lưới hết trơn. Mấy con này không có được bự, mình thả lại mới mai mốt nó bự hạ bắt sao. Chuyến đi chụp của Thanh Vân như thế này đã thả hết rồi cô chú anh chị và các bạn à, có mấy con nên Thanh Vân thả lại luôn rồi. Bây giờ là lưới cũng gắt hết rồi, không còn chụp được nữa, giờ Thanh Vân đi vô. À, cảm ơn cô chú anh chị đã suốt thời gian qua theo dõi rồi luôn đồng hành góp ý cho Thanh Vân ngày càng hoàn thiện hơn. Thanh Vân xin cảm ơn rất là nhiều, chúc cô chú anh chị và các bạn nhiều sức khỏe ạ. À.